thay đổi nhiệt độ, có thể gây viêm mũi dị ứng. Theo phát HD chứa fesofenadine 180mg, tác dụng nhanh và hiệu quả trên triệu chứng viêm mũi dị ứng. Không dùng theo phát HD khi dị ứng với thành phần của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.